Hello anh em, chào tất cả các tin yêu. Thì hôm nay lại tiếp tục lên cho anh em mình quả kèo cơm mẹo, hướng dẫn cho anh em mình một số cầu kèo cơ bản trên cái cổng game 8US này. Link chuẩn của cái cổng game 8US này thì lúc nào cũng nằm ở phần mô tả cho những anh em nào chưa biết và anh em mình muốn tham khảo mỗi cổng game uy tín đấy, cũng như là chơi cơm mẹo hàng ngày. Và khẳng định với anh em mình luôn là những công thức của tôi vào ấy thì lúc nào nó cũng sẽ là 70 đến 80% để cho anh em. Đây. Bảy mươi đến 80%. Thì hôm nay tôi sẽ chạy cho anh em mình quả kèo với công thức là chạy cầu điểm phiên theo cầu cơ bản. Rồi, năm hàng trên, năm hàng dưới là điểm xỉ ngầu. Thì tôi không áp dụng ở hôm nay, nhưng mà tôi sẽ áp dụng cho anh em mình công thức là chạy cầu điểm phiên. Tay đầu tiên anh em nhé. 1 về 2. Công thức đầu tiên là chạy cầu 1 2 3 đã. Anh em mình cứ thấy 1 2 là anh em mình giã luôn cho tôi cái tài xỉu chạy cầu 1 2 3, tỷ lệ 70 đến 80% về lâu về dài nhé. Xem con này nó đúng cầu hay không này, cứ thử cầu đã anh em ạ. Cái gì chứ phải thử cầu đã. Đây, con này thì nó lại về tài. Cầu 3 thì nó lại, nên mình lại áp dụng cho tôi là quả kèo 321. Được chưa anh em? Rồi, 321 tay đầu tiên này về xỉu rồi. Chạy cầu anh em nhé. Vẫn là theo cầu cơ bản thôi. Đấy, nên mình thấy 321 không? Nhẹ em tình cảm. Để xem con này có đúng cầu hay không đã. Cái này thì tôi cũng đã nói khá là nhiều lần rồi, khá là nhiều lần ở trên những quả kèo, trên những video của tôi lên chơi, lên vốn chơi bên nhà mình. Xem cái này như nào nhé. Còn này thì nó lại về tài 4, tiếp tục áp dụng cho tôi quả kèo chạy cầu 421. Được chưa anh em? Tiếp tục áp dụng của kèo chạy cầu 421. Ở đây thường thường ý, nó sẽ gãy từ cầu 3 cho đến cầu 5 là những cái cầu mà có thể gọi là dễ gãy nhất, là những cái cầu mà có thể nói là dễ gãy nhất. Được chưa anh em? Đấy, con này tôi sẽ đi 11m luôn. Đấy, tiếp tục về xỉu 421 hoặc là 521, nhưng mà tay này tôi sẽ cho một tay all in về xỉu luôn, khẳng định với anh em mình luôn. Để xem con này có đúng cầu hay không đấy. Nói chung về lâu về dài thì công thức này không bao giờ sai được, không bao giờ sai được anh em nhé. Mình để xem đã, xem con này có đúng cầu hay không này. Cứ bình tĩnh thôi anh em nhé, nhẹ nhàng nhất có thể đi. Còn này thì làm sao mà sai được, lấy lại cái vốn và có lãi luôn được cho anh em 1,5m. Công thức này tôi đã áp dụng đi áp dụng lại với anh em mình rất là nhiều lần rồi, khẳng định với anh em mình là như vậy. Ok cho anh em. Chạy tiếp cầu cơ bản này. 15 11 15 11 lại về 8, 8 về xỉu tây nữa. Chạy cầu 421, con này tôi sẽ đi 4m. Cứ đi bình tĩnh thôi anh em nhé. Thay vì mình bẻ cầu ấy, mình cứ theo cầu, hoặc là mình có thể bỏ cầu được. Đấy, người ta nói là tài xỉu là tay đến tay bỏ mới là tay đúng anh em ạ, mới là tay thông minh. Tôi chơi anh em. Năm 11, 15 lại về 11, lại về 8 này. mười lăm lại 11 lại về 8. Còn này thì nó lại cầu 4 nhưng mà nó lại không đi cầu 2 mà nó lại đi 11. Cầu này thì khả năng cao đấy nên mình phải cho nó đi 11 luôn anh em ạ. Khả năng cao cho nó đi 11 luôn. Đây, con này cho nó đi 11 này nhé, chắc chắn nó vào xỉu tiếp rồi. 6
Để xem con này anh em nhé. Đây, chuẩn xác, lấy lại vốn cơ bản. Nhẹ nhàng tình cảm anh em nhé. Con này thì đây mình lại tiếp tục áp dụng cho nó quả kèo 11. Con này tôi sẽ đi nhẹ thôi. Con này tôi vẫn tiếp tục áp dụng cho nó quả kèo 11. Ok, con này nó lại đi 13 13 4 lại về 10. Mười ba mười một hai về 1 2 về à, chạy cầu rồi. Mười ba mười ba bốn lại về 10. Đây, chạy một tay nữa em nhé, chạy một tay về tài nữa. Con này tôi sẽ cho nó chạy cầu 321. 321 vẫn không được anh em ạ. Con này thì nó lại đá một cái tay xỉu nữa. Cái xu hướng cầu hiện tại anh em có thể thấy này, nó chạy về cầu 3. Con này thì đi cầu 3 nên mình tiếp tục áp dụng cho tôi là quả kèo 321. Con này tôi sẽ chạy 7 mét thôi. Rồi cho 10 mét luôn, áp dụng cái cầu cơ bản. Tiếp tục chạy cầu cơ bản anh em nhé, không cố gắng bẻ cầu, đừng có cố gắng bẻ cầu làm gì. Tôi đã khẳng định với anh em mình rồi. Cầu này về lâu về dài thì lúc nào nó cũng sẽ là ok luôn. Đấy anh em. Xem nó như thế nào này. Xin 4. Rồi 4 5 luôn, khẳng định. Rồi cho tôi sẽ dừng lại ở đây rồi. Chốt nhẹ của lãi gần 4 mét. Hôm sau mà có cầu kèo hoặc là cách chơi mới tôi lại lên tiếp với anh em mình. Thôi nghỉ ngơi, thế này mới chào.